Hôm trước mình mới quyết định là mình đi săn đồ si. Các bạn không biết là đồ si là đồ second hand, đồ sida đó. Ở Việt Nam mình nói là vậy đó. Mình cũng mua vài món khá là đẹp và mình muốn khoe cho các bạn ngày hôm nay. Nên là các bạn nhớ coi hết video clip. Mình sẽ đi từ cái món đơn giản nhất nha. Món đầu tiên là cái áo thun này. Cái vải á, nó rất là đã luôn á. Thường thì các bạn mua đồ si á, các bạn sẽ kiểu giống như là được cái vải là chính, tại vì cái vải đồ si nó hơi bị nhầu, nó nhìn nó cũ, nó bạc màu á, nên là đó là lý do những cái đồ mình ở đây mình mua toàn là màu trung tính hết, tại vì là nhìn nó không có cũ. Khi mà mình mang vào là nó sẽ giống như vậy, và mình rất là thích cái form của nó luôn á, nhìn nó giống như là chàng trai thể thao đó, nhưng mà mặc dù mình không thể thao nha. Cái thứ hai cũng là một cái áo xám nữa là đây, cũng vải như vậy, kiểu sờ mà mình thấy giống như là không phải đồ si vậy, mà không không có dễ để lục ra đâu nha. Các bạn biết mà, mấy chỗ đồ si là họ bỏ nguyên một cái bao mấy ký đó, thì bắt các bạn phải ngồi lựa đúng không? Hôm đó mình lựa chắc cũng phải 2 tiếng đồng hồ á, thì mình mới lựa ra được mấy cái như vậy. Nó không có bị nhăn á, không, khúc này nhăn là do mình bỏ trong cái tủ đồ của mình đó, nên là nó mới nhăn vậy, chứ còn ở ngoài là nó không có nhăn. Cái này thì cũng khá là giống cái hồi nãy ha, nhìn cái form nhìn nó kiểu đứng dáng á, nó không có bị nhìn bần bần á. Theo ý kiến của mình nha, mình không thích cái màu xám này với lại cái màu này. Cái màu xám này nó hơi lạnh á, còn cái màu này nó hơi ấm, nên là hai cái màu này nó hơi kỳ. Chắc là mình phải mang cái quần ở dưới là màu đen hoặc là quần jean hay gì đó thì mình sẽ thấy nó ok hơn. Mình tổng cộng mình mua có 4 cái à. Tính mình nó hơi hơi khó chịu đó. Cái nào mà thật sự đẹp mình mới mua, còn cái mấy cái mà kiểu hơi nhậu nhậu của cũ là mình không có mua. Mình rất là thích mấy cái mà kiểu sọc ngang, cái đó là gu của mình đó. Mình không biết sao nữa, mình thấy kiểu giống như cái áo này nó hợp với tính cách của mình đó. Kiểu có một chút gì đó dễ thương, nhưng mà nó vẫn có một cái gì đó sexy. Các bạn thấy cái phần cổ không? Nó có cái nút này nè. Khi mà mình mang thì mình sẽ gỡ cái phần cổ này ra. Đẹp 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 đẹp. Các bạn thấy sao? Cái này mình cho 9,8 trên 10. Tại vì sao? Cái duy nhất mình không thích đó thì là cái cục chỗ này. Mà mình thích cái khúc chỗ này nè. Nhìn nó kiểu sexy, nhìn nó nóng bỏng á. Và tiếp theo là cái cuối cùng. Cái cuối cùng sẽ là một cái gọi là verdict của ngày hôm nay. Đó là một cái áo sơ mi họa tiết như vậy. Khúc đầu á, mình vào cái shop đó thì cái đầu tiên mà mình nhìn là cái này. Và hồi đầu á, mình thấy là ủa sao ở trong này nó hơi vàng vàng ta. Nhưng mà thật sự á, cái vàng này á không phải là cũ, mà là cái vàng này là cái màu của cái áo luôn. Mình không biết các bạn sao nha, nhưng mà cái họa tiết này á nhìn nó sang trọng với lại dầu á. Cái chất liệu này là nhung tâm hả? Ừ, nhìn nó dày lắm mà nó kiểu xịn xịn đó. Cái áo này chắc mình không mang quần riêng được đâu, quần jean được đâu. Tất nhiên là mình phải mang quần tây hay quần gì đó, chỉ ưa nhìn cho nó hoàng tử rồi đó. Còn gì để chê nữa? Tại vì cái người mình nó cũng nhỏ, nó không phải là đô con á, nên là mỗi lần mình mang sơ mi là mình phải sắn tay lên. Mình nhìn mình thấy là người mình nó nở ra hơn, kiểu nhìn nó to hơn chút, chứ không là nhìn cái người mình nó bị gầy á. Mang mấy cái này mà để đi hẹn hò với lại là đi mấy cái tiệc mà hơi sang trọng một chút á. Nếu mà mình muốn cái gì đó đặc biệt hơn thì mình có thể mang thêm cái kính này vào. Còn chị nói nữa, nhìn giống như là đi dự fashion show không? Đó là những gì mình mua. Không phải là mình không muốn mua nữa, nhưng mà tại vì cái shop đó nó hết đồ đẹp rồi. Hôm nay á, mình sẽ mang cái áo này. Giờ mình sẽ đi ăn trưa tại vì cũng 12 giờ rồi. Và sau đó mình sẽ làm việc. Bye.